một câu hỏi nữa là tiến sĩ cho em hỏi tại sao có một số vong linh à, lại về quậy phá gia đình khiến con cháu hoảng sợ à, ở đây thì à, cảm ơn bạn có câu hỏi này hiện nay chúng tôi đang xử lý không phải ít đâu nhiều trường hợp do phần tâm linh quậy phá và có điều như này này là cái đấy phá bệnh này rồi là tai ương tật ách đến rất nhiều mà thậm chí tai ương tật ách đến rất nhiều thầy này thầy khác bùa đi chú thì cửa đinh cửa chúa tất cả các thứ đi làm nhưng các hiện tượng không giảm mà có nhiều những cái bị bệnh kỳ quái mà đến các loại bệnh viện các loại thuốc cũng không gọi à, thì chúng ta nên nhớ này về nghiệp quả nhiều trường hợp xảy ra chúng ta sẽ phân tích sau còn riêng về bệnh nữa bệnh hiện nay là có 5 loại có 5 dòng y học khác nhau chúng ta phải xem nó ở cái dòng y học nào thứ nhất là dòng y học về hiện đại hiện nay y học hiện đại ở việt nam và thế giới rất giỏi có những việc mà can thiệp kể cả một số bệnh ung thư hoặc bệnh à, nan y ngày xưa bây giờ y học hiện đại người ta giải quyết tốt có viện đi đâu ruột thừa không là à, có những khối u hoặc là những cái người ta có mổ nội soi hoặc người ta dùng chiếu chụp hoặc là cắt lớp rất nhiều những cái thành tựu của học hiện đại can thiệp trong ngành y mà phát triển rất là tốt chúng ta nên tôn trọng và à, nên đi theo hướng dẫn trước hết là phải xem y học hiện đại người ta xét nghiệm xem nó là cái gì. Nếu như chúng ta ruột thừa hoặc là trùng thú cắn hoặc chúng ta à, có những cái bệnh truyền à, nhiễm hoặc bệnh cấp tính, tốt nhất là theo y học hiện đại. Vì đối với trường hợp đó là y học hiện đại rất là giỏi. Đấy. Thì, à, họ xử lý những cái này rất là nhanh và hiệu quả tức thì. Bởi vì khoa học hiện đại người ta dựa vào kết quả lâm sàng để nghiên cứu ra những cái đó. Đây là dòng y học hiện đại, y học hiện nay. Cái tiến bộ của khoa học y học hiện đại thế giới rất là mạnh. Có thể nó gấp trăm, gấp nghìn lần. Thậm chí có những bộ phận của cơ thể người có thể thay cái bộ phận của của người này sang người khác được. Có người trước khi chết người ta nguyện để lại cái bộ phận để thiện nguyện để người ta uh, gọi là người ta uh, dùng cho uh, y học hoặc là. À, làm người ta muốn là khi chết thì trước khi chết đem tim hay thận hay một số cái bộ phận để gọi là à, hiến tặng cho đời sau và các y học người ta có thể vẫn có thể làm được một cách rất là à, dễ dàng như vậy thì dòng y học hiện đại hiện nay rất là giỏi chúng phải xem y học hiện đại người ta xử lý thông tin thế nào y học thứ hai là y học truyền thống Của truyền à, có những ngày xưa chúng ta đừng thường là hàng bao nhiêu nghìn năm để lại có những bài thuốc rất là giản dị dễ dàng ngày xưa y học truyền thống như ta gọi ví dụ như biển thước này à, rồi là hoa đà biển thước này hay nước ta có những danh y như vậy là hải thượng đắn ông hoặc là à, các cái vị à, là à, tuệ tĩnh v vân có rất nhiều những bậc danh y thời xưa chữa bệnh như chơi chơi vậy rất giỏi thì cái đấy gọi dòng y học truyền thống bệnh y học cổ truyền là dòng thứ hai nếu như chúng ta kế thừa đến cái đấy chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian và có thể cũng cứu được rất nhiều người dòng y học thứ ba chúng ta phải lưu ý là dòng y học dân gian y học dân gian ấy không có tác giả truyền thống thì ông còn có kế thừa gia truyền nhưng mà dân gian ấy có những bài thuốc ví dụ đánh cảm hay là cảm gió hay là cảm nắng thì tôi ở đây thường thường là đánh bằng trứng hoặc là đánh bằng cái cảm mà bằng cái nhẫn bạc ấy. nó kỳ lạ lắm các vị nhé đang bị cảm muốn biết là nắng hay là phải âm ấy, thì đà mang cái nụa cái quả trứng đấy đánh xong biết ngay mở ra cái nhẫn thì là gì nhẫn đen nhẫn đỏ nó thành đen đỏ xanh hoặc là cái quả trứng ấy, tự nhiên nó mọc gai xù xì như là quả trôm trôm rất nhiều những cái mà người ta có biết rằng do anh nguyên nhân tại đâu do phần âm hay tâm linh hay là do nắng hay là do gió hay là do chất độc vân vân cái xương học dân gian rất là hay hay có nhiều những phương pháp khác hay ví dụ như là chữa hóc xương này hay là chữa à, đậu lào này hay có nhiều những bệnh để dân gian họ rất là giỏi à, chỉ trong một chốc lát là họ có thể chữa được ngay thì cái đấy dân gian là trong họ thực hiện nhiều ca trong từ ngày xưa đến nay mà không có rõ ai là tác giả nhưng mà họ truyền cái đấy rất là giỏi thì gọi trong bộ đội cũng vậy ví dụ như là chữa sốt rét bằng cái gì ăn cái lá gì hay là chữa đau bụng lá mơ làm sao vân vân lại không biết ai là tác giả nữa. nhưng mà dân gian rất giỏi có nhiều hàng nghìn hàng vạn bài thuốc dân gian thì chúng ta à, nếu như khai thác được những yếu tố dân gian cũng là rất là tốt dòng thứ tư là dòng y học dưỡng sinh có những thứ mà do cái tâm nó sinh ra ái ố hỉ nộ nó sinh ra bệnh cho nên hiện nay ở cơ quan chúng tôi có khoảng hai chục các môn dưỡng sinh Đấy, các môn dưỡng sinh này là gì là chữa bằng cái tâm là tập dưỡng sinh đã đành à, gọi là dưỡng mà nuôi dưỡng mà, à, về cái sự sống mà. thì có khi do cái tâm lý do sinh hoạt hàng ngày à, mà do hoặc ái ố hỉ nộ nó sinh ra các bệnh thì về cái chỗ nào nguyên nhân tại đâu thì dùng cái phương pháp đó để trị lại gọi là à, chặt gốc thì ngọn nó tự ngả Đấy, có khi là chúng ta chỉ chữa hiện tượng thì chữa nhưng mà chữa dưỡng sinh này chữa về gốc vì nguyên nhân của tôi là do à, cái tâm tính nó sinh ra bệnh này nên tôi bỏ cái tâm tính đi thì cái bệnh kia tự hết đấy gọi là y học dưỡng sinh và y học dưỡng sinh của chúng tôi có những cái môn hiện nay nó có hàng hàng vạn thậm chí hàng triệu người bắt đầu tham gia ví dụ chúng tôi có cái nhất cái môn rất là đông ví dụ như là à, à, môn của bà má hai hương tức là môn à dưỡng sinh năng lượng tâm thể. Hay là môn của anh Nguyễn Văn Triều, bà, bà má Hương ngày xưa là bà ấy, là người có khả năng đặc biệt là bà ấy. chết lâm sàng 3 ngày xong trở về bàn tay của bà ấy có năng lượng. Hay là Nguyễn Văn Triều là điện giật 60.000 v nhưng mà cuối cùng chết lâm sàng 9 ngày quay trở lại là anh ấy cũng có năng lượng chữa gọi môn là tâm năng dưỡng sinh. Cho nên hiện nay có hàng vạn người đang trên toàn quốc là tập môn tâm năng dưỡng sinh. Hoặc các môn nữa ví dụ như cái môn của Nguyễn Đình Phư là Năng lượng sinh học là Mỗi con người ta như là cái nam châm Phát ra à, cái năng lượng ra từ trường Và đồng thời chúng ta cũng thu nhận cái tương tác của từ trường Của vũ trụ nó vào con người Và con người cũng trở lại cho nên cái môn ấy gọi là năng lượng sinh học là do Do cái sinh học nó sẽ tạo ra một cái năng lượng cái môn của giáo sư Nguyễn Đình Phư Hay là có nhiều cái môn khác hay là dưỡng sinh trường hợp của truyền cho anh Nguyễn Ngọc Dũng à, rồi là trong cái môn khí công rồi là anh của anh Dư Quang Châu rất nhiều các phương pháp khác hay là môn thiền chẳng hạn thì ở cơ quan chúng tôi có khoảng hai chục cái môn dưỡng sinh và cái môn đấy cũng rất là hiệu quả rất hiệu quả nhưng còn một cái môn nữa là môn thứ năm trong dòng y học thứ năm là chúng tôi cũng có luôn là dòng y học tâm linh thì sau khi bốn cái kia mà chúng ta đi bốn cái lần lượt nếu nó không hiệu quả thì chúng ta phải soi xem dòng y học thứ năm là tâm linh có khi nó lại ảnh hưởng do mồ mả chúng tôi có nhiều những cái ca rất buồn cười rằng tất cả bệnh viện thuốc thang không khỏi nhưng về soi và ngoại cảm soi là mồ mả à, nhà, nhà các vị hiện nay là bị À, chuột cái rắn nó đào bới tung hết đi về à, hãy sửa chữa ngôi mộ đi anh về thì có ui giờ phải mạng bao nhiêu bao cát rỗng bởi những chỗ cái hố đấy mà về trong làm xây dựng mồ mả thì lại khỏi hoặc có những người là ăn trộm hoặc là lấy đã chót ăn của đình của chùa lấy những gỗ này hay là đá này gạch những đồ cúng của nhà đình nhà chùa thì về tự nhiên là bị bệnh này bệnh khác là không khỏi thì bây giờ lại mang ra trả thì lại khỏi. À, như vậy thì cái dòng y học đấy, y học tâm linh có nhiều yếu tố do tâm linh sinh ra. Thì bốn cái kia không được thì chúng ta mới quay sang y học tâm linh. Đấy. Và hiện tượng này thì là à, ở đây trong trường hợp này à, chúng tôi cũng 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 à, à, đang thí nghiệm đây. Vừa rồi có một những cái nhiều cái ca buồn cười lắm liên quan đến là cũng có gia đình có khi đến ba cô con gái chúng tôi không tiện nói tên nhưng còn đến bốn năm mươi tuổi rồi ba con gái nhưng mà không đi lấy chồng được mà ra đây chúng tôi hỏi hay là bây giờ con không, con các vị nó là bị giới tính thứ ba chăng bỏ không giới tính rất là mạnh hỏi là các cháu xem tình hình sao các cháu hay là ch cháu ngủ ngoảng thế nào không cháu thiết tha lắm mà người thì cũng xinh rắn nhưng mà cuối cùng đến gần đến cái, cái ngày cưới ấy, hay là chuẩn bị rồi thế nó lại chạy mất chạy biến đi đâu mất à, thì chúng tôi soi thì hôm nay chưa công bố những cái vụ này vì đang tiếp tục nghiên cứu hay cũng có cái vụ mà nó điên tự nhiên cái đứa trẻ nó điên nó khoảng thậm chí chưa đến vị, vị thành niên đâu nhưng điên thì đến đây lúc đầu chúng tôi cho rằng là hỏi thế mẹ à, mẹ cái đứa bé đấy à, thì trước đây đã nạo hút thai rồi thì lúc đầu chúng tôi cũng nghĩ rằng đây là do cái thai nhi của mẹ, bố mẹ đã thai ảnh hưởng Nhưng sau khi cầu siêu được một vài tuần những hiện tượng vẫn không hề suy giảm Thì bắt đầu chúng tôi đã phải cho soi lại Thì cái vong của thai nhi đó Nó bảo chưa tính đến cái vong của mẹ nó Cái vong của mẹ nó sẽ tính sau Nhưng cái vong của chính cái đứa bé đó Mà mà các ngửa người ra chúng tôi không tiện nói tên nhưng cái đứa bé đấy các vị biết ai không? chưa đấy vị thành niên đâu cho nên ngay cả bố mẹ cũng không ở lúc đầu thì chúng tôi còn nghĩ rằng hay là cái đứa trẻ này là nó bị gọi ngáo đá chứ đi nó điên tự nhiên nó đùng đến nó điên khủng khiếp luôn mà khi à, đến đây cầu siêu cho cái vong của thai nhi của mẹ nó cũng chưa thế đó vậy thì sau khi soi lên cái vong của mẹ nó mẹ nó phải đi làm việc đó chứ không phải nó nhưng chính nó mặc dù chưa đến vụ thì nên chúng tôi giật mình lên là cái thai như đấy nó nói còn rõ là cái cô này cái cô bé này đã có thai với dòng họ nào tên của người yêu là gì lúc đầu cô ấy nghĩ rằng cái việc bí mật này không ai biết nhưng trước cái chứng cứ này cô ta không chối cãi được và cô phải thừa nhận và hiện nay cái vong đấy nó yêu cầu cô phải cầu siêu cho cái dòng họ nó tên là như thế này vì cô này đã có ngầm có thai với bạn trai mặc dù cô ấy chưa đến tuổi thành niên vì sao vì chưa đến tuổi thành niên do vậy phải phá thai sớm và thậm chí không cho gia đình biết cho nên bố mẹ dẫn đến đây cũng nghĩ nghĩ là cô này là do cái uh, thai nhi của mẹ thì ra như bảo việc thai nhi của mẹ mẹ phải chịu sau này mẹ cũng phải chuẩn bị gánh nhân quả nhưng cái, cái đứa con này này là thai nhi này không chưa tính đến chuyện của mẹ nó đang bị bệnh bị bị điên ý. cái điên này là do cái thai nhi mà nó đã phá đi nó đang hành à, như vậy thì theo cái câu hỏi của bạn này là gì là à, cái việc mà um, các vong linh về quậy phá trong gia đình khiến cho con cháu hoảng sợ thực ra có mấy cái việc chúng tôi theo dõi. Thì những cái người cho ông bà, cha mẹ mà chết Nhiều tuổi rồi chết ý, Thì họ phá cũng ít lắm Thì họ biết rằng cái họ chết rồi Thì họ cũng hiểu Và thứ hai nữa là họ cũng không có cái sân hận lắm Còn cái việc cái vong chết trẻ Thường chúng ta nói rằng tổ cô mạnh ý Thì cũng có ảnh hưởng tương đối mạnh Mạnh hơn cái vong của những người chết nhiều tuổi Bởi vì sao? cái vong chết trẻ chưa vợ chưa chồng do vậy nó phải theo mình ám vào những cái con những cái cháu bởi vì nếu có vợ thì họ người có chồng thì kế thừa nó thờ Ví dụ nhất là uh, con gái và cô chết nếu đi lấy chồng thì có không họ nhà chồng nó thờ nhưng đây không đi với chồng do vậy ở lại với con với cháu thì cũng phải tá vào cũng phải báo cho con cháu biết đi theo như nào để nó thờ cho nên là thường ấy là mỗi dòng họ, thường chúng tôi thấy là soi là thường cái tổ cô, có bà tổ cô. Mãnh ấy, thường rất đi thiêng bởi vì sao họ không có chỗ để thờ thì họ phải đương nhiên phải tá vào, à, áp vào các con, các cháu để thờ. Nhưng cái đấy cũng chữa mạnh bằng cái vong tai nhi. Đặc biệt là cái vong tai nhi rất hay báo oán và trả thù. Vì thực ra những cái bà cô mãnh đã ra đời và chết non rất hiểu là do cái điều kiện xã hội, điều kiện à, y tế rồi điều kiện đói khát chết chứ không phải chủ trương họ bị giết. Nhưng riêng cái vong thai nhi là chủ trương là do người mẹ đi nạo thai, chủ trương là giết là thôi. Như vậy thì việc nạo phá thai là có dụng ý chứ không phải là không. Mà dụng ý đấy là dụng ý giết người, mà giết lúc cái nó chưa ra đời nhưng vẫn gọi là giết. Nếu như chúng ta không giết nó Tự nhiên nó sau 9 tháng này nó đẻ oe nó một đứa sống rất vui vẻ bình thường Nhưng giết nó thì cái nghiệp giết người Cứ tưởng là giết nhắm mắt vào Nhưng mà bác sĩ rồi y tá họ hút tai ra thì Mình không biết nhưng thực ra nếu như ta soi vào tâm linh Trước khi mình định phá nó Nghĩ gì nó biết hết Nó vô tả lại Ý nghĩ trước khi phá Nghĩ như thế nào, thế nào, thế nào rồi Sau này chúng tôi sẽ có một buổi chia sẻ chuyên về cái hôm đấy là những cái trường hợp phá thai như thế nào mà có những đứa nó trả thù em nó nhưng có thứ trả lời ngay cho mẹ nó thì cái trường hợp này có những cái mẹ nó chưa đến tuổi thành niên cho nên nó gây ra mẹ nó đang bị điên mà mẹ nó đang bị điên thôi vậy thì các cái vong mà bị phá quậy gia đình phần lớn là vong thai nhi mà vong thai nhi bị nạo hút sớm do vậy ở đây chúng ta nên nhớ vong bị thai nhi bị uh, nạo hút thai là tội giết người mà giết con vật đã bị quả báo rồi thì giết người quả báo càng mạnh hơn chúng ta nên gửi cái thông điệp này cho những ai uh, mà sau này là phá thai thì chúng ta phải hạn chế đến mức tối đa còn nếu như đã chót rồi trong quá khứ thì chúng ta phải làm gì À, phát nguyện cầu siêu rồi là có chuyện giao lưu để thương lượng với từng các cái vong thai như đó xem là phải làm gì để à, bồi hoàn tức là người ta gọi là đền bù ấy cho nó nó đòi hỏi điều gì thì chung, một là để cho họ đi tái sinh kiếp khác đầu thai hoặc là bồi hoàn cho họ những yêu cầu của họ để họ làm dịu cái sự sân hận đi thì ở đây tôi khẳng định gần như trên 90% các vong thai nhi về gây phiền hà cho các gia đình là chuyện có thật và tương đối khủng khiếp. Trước đây chúng ta không tính đến chuyện đó cho nên làm lơ. Thế bây giờ khi soi ra thì thấy cái điều đó là chuyện có thật. Chúng tôi có thể chứng minh không phải một đâu. Trăm nghìn vụ. Trăm nghìn vụ bị tai nạn bệnh tật đã đành vì các bệnh tật này đi chiếu chụp chữa bệnh đông tây y không khỏi mà đi thương thuyết với thế giới quả những cái vong thai nhi tự nhiên khỏi thậm chí có cái vong không phải bệnh mà nó lại gây ra sự việc khác như là vợ chồng ly tán rồi đánh nhau hoặc phải ly dị vân vân rất nhiều những tai nạn khác làm ăn đổ vỡ rất nhiều những vấn đề à, đã gọi là tai nạn thì bệnh chỉ là một thôi còn nhiều cái bệnh khác vì thì tôi hôm nay tôi gửi đến các vị là khi đã chót nạo phá thai thì chúng ta không nên nằm ngơ vì cái đấy là tội trạng à noi mặc dù chúng ta pháp luật chưa xử nếu như đẻ ra đứa trẻ con ấy mà người mẹ đi giết thì pháp luật sẽ xử tội mẹ giết con nhưng khi nạo phá thai hiện nay pháp luật không can thiệp chưa cho thành hình thành tội phạm nhưng tôi nghĩ sau này có khi văn minh hơn thì pháp luật cũng phải quy chế là khi nạo hút thai cũng là tội phạm. Chứ không đến để là nạo hút thai một cách tùy tiện và cho là không mà không thành tội phạm. Nên đưa cái khâu nạo hút thai thành một cái tội danh tội phạm là tội giết người. Giết người với giống chúng ta như vậy là ví dụ như là thai giáo tức là dạy chạy cái thai từ trong bụng mẹ thế vì giết cái thai từ trong bụng mẹ cũng là như nhau một anh là giáo dục à, trong bụng mẹ mà anh thì giết trong bụng mẹ thì cũng đều một anh thì giáo dục tốt mà anh thì à, là làm điều không tốt cho cái thai thì việc chót ngày xưa không tính nữa mà bây giờ sửa sai bằng cách cầu nguyện làm điều thiện nguyện và giao lưu với cái thai đó để xem cái thai đấy nó cần gì còn một thứ hai nữa là hạn chế hoặc giáo dục toàn dân tránh việc phá thai bằng mọi cách mà khi có rồi chót rồi thì hãy dũng cảm mà nhận mà nuôi xã hội cũng không nên như ngày xưa khi có phụ nữ chưa chồng hoặc có thai thì bắt đầu là à, bắt à, à, gõ trống tùng 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 rồi bắt trôi sông hay làm nhiều cái hình thức quái đản khác để cho người phụ nữ thấy việc có thai là rất là sợ không dám đẻ nữa thì gây ra kể cả nhà trai nhà gái chưa đi lấy chồng mà có thai xã hội kỳ thị rất là nhiều gây ra buộc lòng họ vì uh, muốn này khác thì họ buộc lòng phải phá thai tôi sẽ kể sau này tôi sẽ kể là có trường hợp có những cô gái là phá thai đến bốn năm lần trước khi đi lấy chồng cho nên khi lấy chồng nó trục chặt cái việc lấy chồng sau đó rồi còn trục chặt còn không có con nữa kì. đến đây là chữa các kiểu thậm chí còn còn là ra nước ngoài đặt hàng tỷ đồng nữa cũng không có con được. Cho nên ở đây là sẽ có những chương trình riêng về cái việc mà bệnh do não phá thai, nghiệp chướng do não phá thai. thì câu này bạn hỏi thì nhân tiện chúng tôi chỉ nói sơ bộ rằng có cái vong à, à, cho à, cái việc mà à, các linh hồn về làm quấy phá, họ không một cái gì đấy là tự dưng đâu, họ quấy phá đều có nguyên nhân. Nếu như chúng ta làm thiện tốt lành không có chuyện quấy phá cho dù người âm đi chăng nữa không tự tiện quấy phá họ rất tôn trọng luật nhân quả nếu như vợ làm sai thì mới quấy phá được và cái sai nhất này dìa giống như tổ cô mãnh là chết không phải là do chúng ta giết mà do điều kiện xã hội điều kiện kinh tế nọ kia gây ra kiện, uh, bệnh tật nào kia nhưng riêng nạo phá tai không phải là do um, này khác mà do chính cái người mẹ à, đang đang có thai đồng ý thì người ta mới phá thai được cho nên việc phá thai gây ra nghiệp chướng và nghiệp chướng ấy là cái mạnh nhất trong cái việc mà các cái vong về mặt tâm linh đã đến gọi là quậy phá cũng được nhưng nói chính xác hơn nó quậy phá có lý do người ta gọi là nó đến báo thù và việc đó báo thù đã gọi là báo thù mà thì có thù thì nó báo cho nên đã sai thì chúng ta phải nhận sửa sai Sửa sai đến như thế nào Ví dụ như là sám hối Rồi làm thiện nguyện Hồi hướng công đức như thế nào Thì nếu như chúng ta biết được đó Mà cái nhiều cái bọn thầy dở Nó biết được trò đấy Nó bày ra đủ các cái trò Nó xui bẩy rất tốn tiền Nhưng không đạt hiệu quả Nếu không đi vào nhân quả Chẳng mang được cái nội dung gì Chúng ta thấy sai Chúng ta phải sửa sai bằng hình thức gì Và làm thiện nguyện như thế nào Thì mới đạt được cái mục đích À, người ta à, đầu tiên là không quậy phá nữa thứ hai là chuộc tội bằng cách nào thì chúng ta phải có biện pháp thì cảm ơn bạn đã hỏi câu này nhưng tung tôi, tôi hứa sẽ có một buổi chia sẻ sâu sắc hơn về cái việc ở hiện tượng nạo phá thai thì khủng khiếp như thế nào và khi cái nạo phá thai khủng khiếp ấy gây ra những hậu quả trầm trọng muốn xử lý cái việc nạo phá thai không chỉ cho một đời mà không giải quyết cái này sẽ gây ra nhiều đời à, cho con cháu đã đành nhưng nhiều nghiệp đời khi tái sinh thành kiếp khác cũng bị cái nghiệp đó thậm chí cái người mẹ mà nạo hút thai sau này chết đi để săn kiếp khác cũng khi cũng bị đầu thai là cũng bị người ta phá giống hệt như vậy thôi Đấy, cảm ơn bạn